Tất cả hãy dừng lại. Hả? Tôi yêu cầu mọi người hãy dừng mọi hoạt động lại trong ít phút để lắng nghe những gì tôi sắp nói. Hả? Giọng của ai thế? Ai mà biết. Xin được giới thiệu với mọi người, tôi là Yaki Natsumi. Ồ, là Yaki sao? Tôi từng là một tù nhân ở các nhà tù này và đã bị bắt rất là nhiều lần, từ lần này qua lần khác. Chắc hẳn là các bạn ở đây cũng từng bị bắt với lý do rất là vớ vẩn, có phải không? Tôi đã có lời giải đáp. Có khoảng 90% tù nhân trong nhà tù Đồi Lâu là bị oan. 90% các bạn bị bắt vào đây là một sự dàn xếp từ ngài giám đốc. Hả? Thật sao? Thật sao? Không có tin nổi. Tại sao ông ấy lại làm như thế chứ? Tôi tức điên lên rồi đấy. Và bây giờ tôi sẽ công chiếu tất cả đoạn phim bằng chứng mọi người bị oan như thế nào. Chiếu đi! Chiếu đi! Chiếu đi! Chiếu đi! Cậu làm tốt lắm. Hãy phơi bày sự việc ra ánh sáng. Bản thân tôi cũng muốn biết tôi đã ghi ra lỗi lầm gì mà bị bắt vào đây. Phải đấy, tôi cảm thấy như rằng hầu như mọi người đều bị bắt với lý do không thể nào nhảm nhí hơn. Chúng tôi muốn biết mục đích thực sự của các nhà tù này là cái gì. Chúng tôi thà bị xử án ở nhà tù quê nhà còn hơn là phải bị bắt không lý do ở một nhà tù nằm ngoài vũ trụ như thế này. Đúng, đúng, tôi chỉ mượn đồ tí thôi mà đã bị bắt từ phường 1 đến giờ chưa được thả ra nữa. Hãy mở cho chúng tôi xem đi. Chúng tôi muốn biết được sự thật. Hãy mở nó ra đi. Tất cả tự tử, không phải nổi loạn. Yêu cầu các tù nhân hãy về đúng vị trí của mình, bắt hết bọn xâm nhập trò cho chúng tôi. Ai bắt thành công sẽ được thả tự do. Bọn họ đang bị bao vây bởi các lực lượng cai ngục. Mọi người đừng lo, hãy để tôi. Hình như là có cái gì trên trời kìa. Hả? Cái gì thế này? Sao bỗng nhiên cửa đóng nó lại cái rồi? Hồi trước là mình có thiết kế những cánh cổng dự phòng cho trường hợp khẩn cấp. Không ngờ hôm nay mới có dịp sử dụng. Thôi giám trưởng, chúng ta đã hết đường đi rồi ạ. Để tôi thử liên lạc với lực lượng cai ngục trên tháp canh hỗ trợ cho. Alo, chúng tôi là lực lượng trấn áp đây. Các anh có nghe rõ không? Alo. Alo, lực lượng tháp canh. Các anh có nghe rõ không? Hãy hỗ trợ chúng tôi. Alo. Xin chào. Hả? Giống ai đấy? Tôi là Storm đây, cựu đội trưởng của các nhà tù này. Tôi xin tuyên bố tất cả lực lượng tháp canh đều đã bị đánh bại. Cái gì? Cái cậu làm tốt lắm, chúng ta sẽ thắng rồi. Có vẻ ổn định hơn rồi. Alo, xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi sẽ công chiếu những đoạn phim cho mọi người xem ngay bây giờ. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Bắp rang bơ giá rẻ đây, ai mua bắp rang để xem phim không? 3, 2, 1, bắt đầu. Ồ, nhìn kìa, một cái màn hình khổng lồ, cứ như là rạp chiếu phim vậy. Ồ, ồ, hình như là chú Daro kìa. Thưa đội trưởng, đúng là người đàn ông đó rồi. Tên là Daro, 40 tuổi, là người tài xế taxi. Tốt lắm, hãy mau tiếp cận người đàn ông đó nào. Vâng, tôi hiểu rồi. Taxi, taxi. Ồ, đợi tôi một tí. Cảm ơn anh đã quay lại xe giúp tôi nhé. Không có gì đâu, đó là việc tôi phải làm mà. Hả? Dừng xe lại đi, đến nơi rồi, đến rồi. Hả? Tôi mới chạy được có 500 mét thôi mà. Của anh là 3 đô. Ok. Thôi chết, tôi lấy qua tiền ở nhà rồi. Anh cầm cái bài lên giúp tôi nhé, tôi sẽ quay lại lấy tiền ngay. Được thôi. Bắt cả đội trưởng, người đàn ông này đã rơi vào bẫy của chúng ta. Tốt, giờ thì bắt anh ta lại nào. Đứng yên, anh đã bị bắt vì tội vận chuyển chất cấm trái phép. Tôi có làm gì đâu. Bị cáo Daro, anh bị kết án 10 năm tù. Kết thúc phiên tòa. Hả? Có chuyện như thế sao? Thì ra anh ta là bị oan. Tôi cứ tưởng là tội phạm thật chứ. Mà tại sao nhà tôi lại làm như thế? Có thể chú ấy là một người rất là dữ dằn, nhưng bên trong là một người bố hiền diệu, luôn yêu thương con gái của mình. Thế mà nhà tù này là tước đoạt đi sự trong sáng ấy và vấy bẩn chú Daro, khiến chú trở thành một tội phạm. Gia đình bị chia lìa, số phận thảm thương, và chú ấy đã ra đi một cách không thể nào phũ phàng hơn. Thật là độc ác. Chưa hết đâu, vẫn còn rất nhiều đoạn phim khác tương tự. Tôi sẽ cho mọi người xem hết để xem các bạn có phải là nạn nhân của các nhà tù này không nhé.
Khát nước quá. Mình đã chỉ nước ở đâu rồi nhỉ? Báo cáo đội trưởng, đối tượng đã rời khỏi khu vực. Có thể cô ta sẽ quay lại trong vòng 5 phút. Được rồi, hãy làm theo kế hoạch đi. Đừng để bị lộ đấy nhé. Vâng, tôi hiểu rồi. Đã khác hơn rồi. Tập nhảy thêm một tiếng nữa rồi ngủ. Bật nhạc lên nào. Ôi, chuyện gì thế này? Đi cái lỗ tai, mình nhớ đâu cái bạn ông điện to như thế này đâu. Đứng yên, anh là bị bắt vì tội là ô nhiễm tiếng ồn, làm phiền những người xung quanh. Tôi có làm gì đâu. Ai mua cá không ạ? Có ai mua cá không? Ở đây có bán cá tươi đây. Bán cho tôi một con đi. Vâng ạ, anh đợi chút. Có chuyện gì thế? Không có gì ạ. Cá đi rồi. Của anh là 1.000 đô ạ. Hả? 1.000 đô? Với một con cá nhỏ xíu như thế này ư? Khoan đã, trên tấm bảng này có ghi giá có con cá này là 5 đô. Chẳng lẽ cô đang lừa đảo tôi sao? Không ạ. Không biết sao tôi lại nói ra câu đó nữa. Không cần giải thích. Đứng yên, hãy mau theo tôi lên phiên tòa xử án nào. Không. Cái gì thế? Ở đằng kia quá trả tiền luôn. Mày muốn trông quá đi. Đúng thế, mình đã quyết tâm rồi. Từ nay không được ngứa tay ăn trộm nữa. Về thôi. Đau quá đi. Tiền có ai thế này? Mình nhồi to rồi. Không, mình không đã ăn trộm. Không, nhưng mà mình ngứa tay lắm rồi. Mình chỉ lấy 1 tờ tiền thôi, chắc là không sai đâu nhỉ. Đứng yên, gọi hai tay lên. Anh đã bị bắt vì tội ăn cắp tài sản. Khoan đã, tôi có làm gì đâu. Đúng rồi, hồi nãy có người còn lấy tiền nhiều hơn tôi nữa. Ý của cậu là số tiền này sao? Vâng, đúng rồi ạ, chính là anh. Khoan đã, anh đã cải trang đã dụ tôi ăn trộm tiền à? Chính xác là như vậy. Và bây giờ hai tay lên và đi theo tôi lên phiên tòa. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Đây, mọi người đã tin tôi chưa? Tôi vốn đã có ý để ăn trộm tiền ngay từ đầu đâu. Là do bọn chúng dụ tôi đó. Cảm ơn vì đã bữa ăn cho tôi nhé, cho kỳ. Sí, khoan đã. Còn tôi thì sao? Tôi là Harvey đây. Bạn cùng đi săn với cậu lần đầu tiên với cậu đấy. Có nhớ không? Hãy mời ăn cho tôi đi. Tôi muốn được rời khỏi đây. Bạn gái tôi đang đợi ở nhà. Harvey sao? Anh biết đấy. Có khoảng 90% tù nhân là bị nhà tù bắt oan. Còn anh thuộc 10% còn lại. Tức là anh bị bắt vì phạm tội thật. Lý do bị bắt của anh là lừa đảo phụ nữ. Tôi rất tiếc. Cái gì chứ? Tao lừa đảo hồi nào hả? Tao chỉ mời họ uống rượu, rồi xin một ít tiền thôi mà. Tao một mình rồi đi nha, tao sẽ giết hết tụi mày. Ổn rồi, hãy tiếp tục tiến hành làm phim đi, cậu Do Kỳ. Vâng, cảm ơn bác sư tử. Mọi người hãy tập trung nhìn lên màn hình để xem có bản thân mình trong đó không nhé. Đứng yên, anh bị bắt vì tội đột nhập trái phép. Các anh đã nhầm rồi, tôi... Không cần biết, lên phim tòa rồi sẽ rõ. Giờ hôm nay lên, để bị bắt vì tội mang vũ khí ra đường. Đây không phải là vũ khí, đây là con dao làm bếp mà. Không cần giải thích, lên phim tòa rồi nói chuyện nhé. Mình đang ở đâu đây? Một thành phố à? Nhưng mà mình nhớ là mình ở trong tù mà.
Được rồi, trời đã tối, hai người hãy ngủ đi. Mình nhớ ra mọi chuyện rồi, tất cả là do năng lực kỳ lạ của đội trưởng Hana. Nhưng tại sao mình lại ở đây thì mình không biết. Cứu tôi với. Coca, anh đi rồi, mấy người còn lại đâu? Ồ, tiểu thư Lila, âm thầy hả? Coca, anh lại đi đâu vậy? Bố ơi, đừng có đuổi theo con nữa mà. Đứng lại, ba bảo mày đứng lại. Tao phải đánh mày mới được. Sao mày dám mét vợ của tao hả? Bố lại say đuối rồi, tha lại con đi mà. Tha lại con đi. Đứng lại. Cái thứ gì đeo thẻ Messi vậy? Mirinda, xá xỉ, có chuyện gì thế? Ai xa? Hả? Cậu đây rồi, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chúng ta đang ở đâu đây? Tớ cũng không biết nữa. Mà trước khi chúng ta ngất xỉu, đội trưởng Hana đã làm cho bốn tên đệ của cô rơi vào giấc ngủ. Rất có thể nơi này là giấc mơ của chúng ta. Vậy là chúng ta đang nằm mơ á? Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh, cháu Isaac. Ông già Noel, đáng sợ quá đi. Cháu muốn ông tặng quà gì nào? Hả? Isaac sợ ông già Noel sao? Tiếng con gì thế? Ôi trời ơi, một con nhang khổng lồ, gớm ghiếc quá đi. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Đừng để cháu nữa mà, ông già Noel ơi, thắt cho cháu đi. Cứ tới ơi, con dám ăn thịt tớ nè. Chào mừng đến với thế giới những cơn ác mộng của tôi. Chúc các bạn vui vẻ ở thế giới này. Cậu có thể gây sát thương cho tôi đến tối cũng được. Tôi có thể tiếp tục đứng dậy. Kỹ năng tự hồi phục của tôi có thể cự gầm cự được. Cậu đã mạnh hơn xưa rất là nhiều rồi đấy. Tôi thật sự ấn tượng. Cậu đã khen tôi hay là chê tôi đấy? Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà vừa nãy tôi khen cậu đấy. Rõ ràng đó là một cái nói mỉa mai mà. Không ổn rồi. Con sốc điện vừa rồi đã khiến cho đôi chân của mình bị tê liệt hoàn toàn. Không thể nào cử động được. Sao hả? Wolf Gang, bọn đã chị thương tôi chưa? Hãy mất thừa nhận đi. Có thể hiện tại là tôi đã thất thế. Nhưng mà... Cái gì hả? Cậu bị điên giật nằm lăn ra sàn như thế mà còn cho chị thua sao? Cái gì này? Cậu vừa dính phải một loại độc cực mạnh, tuy không thể nào gây chết người, nhưng nó khiến cho mọi dây thần kinh của cậu trở nên tê liệt. Tôi đã tấm đập vào cây kiếm khi nãy, nó sẽ không gây đau đớn gì trong 5 phút đầu, nhưng 5 phút sau nó đâu đó sẽ hiện lên. Năng lực tự chữa vết thương của cậu sẽ không thể nào hoạt động khi bị tê liệt vào lúc này. Tôi có thể ra tay với cậu bất kỳ lúc nào. Cậu còn nhớ những ngày tháng trước chứ? Hả? Những ngày đầu tiên chúng ta gia nhập vào nhà tù đồ lâu ấy. Khi ấy, hai đứa là binh bét trong cái nhà tù này. Đã thế, còn yếu ớt nữa chứ. Hai cái tên này là cái gì cũng không xong. Hai cậu là lính cai ngục yếu nhất cái nhà tù này đấy, biết không hả? Vâng, rõ, thưa đội trưởng. Lần tới là kỳ thi tuyển chọn cho đội trưởng khu giam khu C. Hai cậu mà rớt nữa
thì có khả năng là lao công thôi. Ở nhà tù này không có chỗ chứa cho hai thằng yếu đuối đâu. Sợ nhỉ, hù dọa cơ đấy. Không lên được đội trưởng thì là lao công thôi, đâu phải làm việc nặng, đúng không Út Giang? Cũng đúng, chúng ta yếu quá mà. Vào những ngày tháng đó, chúng ta đã từ bỏ ý định lên chức đội trưởng, mà chỉ yên vị là hai thằng giúp việc cho cái nhà tù này thôi. Cho đến khi trong một chuyến đi săn, Wolfgang được một con ma sói nhập vào cơ thể để mang ơn cứu mạng nó. Từ đó, Wolfgang đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong cái nhà tù này. Kể từ đó, cậu mau chóng trở nên nổi tiếng nhất cái nhà tù này. Thậm chí, còn được lên chức đội trưởng nữa. Ai cũng hâm mộ cậu cả. Còn tôi vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt, một tên giúp việc trong cái nhà tù này. Ok, xin lỗi. Mô Kinh. Tôi có việc phải làm rồi, tôi đi đây. Tôi ghét cậu Morgan, cậu đã phản bội tôi. Sao cậu lại làm là trưởng hả? Tôi lại luôn lảng tránh cậu. Tôi ghét cậu. Tôi ghen tị với những gì cậu có. Tôi là một thằng ích kỷ, có phải không? Không. Đúng rồi, đồ con nít. Tôi chẳng bận tâm đâu. Thôi được rồi, hòa nhé. Cậu tha lỗi cho tôi sao? Cậu cái lỗi gì à? Thôi được rồi, bây giờ cậu hãy kể mọi sự việc cho tôi biết đi. Rốt cuộc ông Roger đang có ý định gì? Ok, mình đã bật chức năng chiếu phim tự động, giờ thì có thể rời máy tính được rồi. Nói chuyện với ông Roger nào. Thôi chết, bọn cai ngục đã đến đây rồi sao? Chạy thôi. Hả? Tên kia, đứng lại. Khoan đã, nhìn mặt người này. Người này chính là... Không phải là bị Mushima bắn chết rồi sao? Và bây giờ, hắn ta vẫn còn sống.